Quang Linh Vlogs là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Ngày 18 tháng 10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 đã họp phiên bế mạc. Báo Người Lao Động cho biết, tại đại hội, 397 đại biểu đã được Đại hội Hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, trong đó có anh Phạm Quang Linh, đại diện cho khối kiều bào tại Angola. Anh Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại tỉnh Nghệ An, được biết đến là người sáng lập kênh YouTube Quang Linh Vlogs Cuộc sống châu Phi. Anh Phạm Quang Linh cho biết, đây là một vinh dự lớn lao mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Anh Linh khẳng định sẽ cố gắng hơn nữa, làm tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài. Về Việt Nam dự đại hội lần này, anh Phạm Quang Linh chia sẻ, rất vinh dự và tự hào. Được tin tưởng hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, anh Phạm Quang Linh mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan tỏa với thế giới, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc từ bên ngoài đất nước. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Phạm Quang Linh quyết định đi sang lao động ở Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Quá trình làm việc tại đây, anh Quang Linh đã đăng tải nhiều video ghi lại cuộc sống thường ngày của bản thân và những người dân Angola. Các video được ghi lại một cách chân thực, được người xem đón nhận và chia sẻ. Sau đó, Phạm Quang Linh cùng một số người bạn từ Việt Nam sang mở thêm các kênh YouTube, triển khai các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân Angola. Nhiều ý kiến đánh giá những hoạt động của Linh và nhóm ở Angola đã góp phần quảng bá hình ảnh tươi đẹp, thân thiện của đất nước, con người Việt Nam ở châu Phi.